vào phần thi diễn sáng hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo liên quan vào cuộc thi như sau. Thứ nhất, đồng chí Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang chấm dự khảo. Hai, mời đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy thành viên. Ba, mời đồng chí Đỗ Thị Bích Phượng, Phó tổng biên tập báo Hậu Giang thành viên. Bốn, mời đồng chí Phạm Thị Mỹ Linh, Phó trưởng phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, sở dục và đào tạo thành viên. Năm, mời đồng chí Lê Hoàng Trung, giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh Hậu Giang thành viên. Về thứ tự dự thi cụ thể như sau. Một, trường trung học phổ thông Nguyễn Thanh. Hai, trường trung học phổ thông Long Mỹ. Ba, trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang. Bốn, trường trung học phổ thông Tân Long. Năm, trường trung học phổ thông trường Đông Tây. Sáu, trường trung học phổ thông Chiêm Thành Tấn. Và bảy, trường trung học phổ thông Hòa An. Sau đây xin mời trường trung học phổ thông Nguyễn Thanh tiếp quản sân khấu, đơn vị chuẩn bị trường trung học phổ thông Long Mỹ. Thank you.
được cảm ơn phần thi diễn của trường Trung học Phổ thông Mỹ Thanh. Phần thi diễn của trường Trung học Phổ thông Mỹ Thanh đến đây là kết thúc. Kính chúc mọi thi thật nhiều thành công. Xin trân trọng kính chào. Cảm ơn các bạn.